Xin chào quý độc giả và các thành viên thân yêu của diễn đàn ô tô Sài Gòn. Nếu ví LaFerrari là một mẫu xe thăm dò thị trường của Ferrari, thì SF90 Chevrolet chính là một cơn địa chấn thật sự trong kỷ nguyên điện khí hóa của Ferrari. Và kế bên mình đây là Ferrari SF90 Chevrolet, mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của Ferrari với tổng công suất động cơ lên đến là 1.000 mã lực. Trước khi tìm hiểu về cấu hình động cơ của Ferrari SF90 Chevrolet thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đôi chút về tên gọi của chiếc xe này. Thì SF là viết tắt của Scuderia Ferrari, là một chi nhánh xe đua của hãng xe ngựa chồm nước Ý, và 90 là kỷ niệm cột mốc 90 năm tồn tại của Scuderia Ferrari từ năm 1929 tính đến năm 2019 là cái thời điểm ra mắt của mẫu xe này. Và cái tiền tố cuối cùng là Chevrolet, trong tiếng Ý có nghĩa là con đường. Thì trong cái tên của chiếc xe này nó cũng đã ngầm thể hiện được hết tất cả những tinh hoa của đội đua Scuderia Ferrari được áp dụng trên mẫu xe này, cũng giống như là những phần cứng đi kèm của chiếc xe, giống như là động cơ V8 4.0 lít, cũng giống như là hộp số F1 gearbox đã được áp dụng trên mẫu xe này. Thì động cơ này thực ra có dung tích chính xác là 3990cc cộng với lại hệ thống tăng áp kép twin turbo. Thì riêng cái động cơ đốt trong trên Ferrari SF90 nó đã cho ra một cái mức công suất phải nói là cực lớn với một mẫu xe thương mại, đó là 780 mã lực tại vòng tua máy là 7500 vòng trên phút. Và hệ động lực động cơ đốt trong này nó sẽ kết hợp với ba motor điện sẽ được phân bố, một ở cầu sau và hai cái độc lập cho cầu trước. Thì tổng công suất trên mẫu xe này động cơ đốt trong là 780 mã lực cộng với ba motor điện 220 mã lực sẽ cho mức công suất lên đến là 1.000 mã lực. Và chỉ riêng cái động cơ đốt trong trên Ferrari SF90 Chevrolet nó đã cho một cái moment xoắn lên đến là 800 Nm, một con số phải nói là cực kỳ ấn tượng. Với những cái con số đó thì SF90 Chevrolet nó sẽ có quãng đường chạy nước rút từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,5 giây. 2,5 giây là một con số có thể sánh ngang với bất kỳ mẫu Hypercar nào trên toàn thế giới. Ngoài ra thì cái quãng đường chạy nước rút từ 0 lên 200 km/h của SF90 chỉ là 6,7 giây. Và theo tìm hiểu của mình thì với những con số đó thì SF90 là một mẫu xe chạy nước rút hàng đầu trên toàn thế giới khi so sánh với bất kỳ mẫu xe nào, kể cả trong phân khúc này và kể cả so với những mẫu Hypercar trên thị trường hiện nay. Đây, các bạn hãy nhìn về phần đuôi xe của SF90. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế đèn hậu, hai cái hình oval ở đây rất là đẹp mắt. Thì thực tế thiết kế đặc trưng của Ferrari là những cái đường tròn, nhưng mà SF90 là một mẫu xe như mình đã chia sẻ từ ban đầu clip này là một cơn địa chấn thật sự và mở ra một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên điện khí hóa của Ferrari. Thì chúng ta sẽ có một những cái thiết kế nó sẽ được làm lại mới mẻ hơn và hiện đại hơn. Những cái hình tròn thời trước của Ferrari nay đã được tinh chỉnh lại và đã được thiết kế lại cho nó đẹp mắt hơn, cho nó tinh tế hơn. Thì ở khu vực trung tâm chúng ta sẽ có hệ thống ống xả đôi được đặt ở đây. Và cái tùy chọn ống xả trên chiếc SF90 này là tùy chọn ống xả Titanium. Và chúng ta sẽ có thêm tùy chọn ống xả khác là Ceramic, là gốm sứ. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống cánh gió chủ động được mở kể cả bên trên cũng như là phía bên dưới như thế này. Và tất cả những cái luồng khí đi xuyên qua xe về mặt hiệu quả khí động học đều sẽ được đi sâu vào xe này. Đồng thời nó sẽ tạo nên cái lực ép trên mẫu xe này. Thì khi vận hành ở giải vận tốc là 250 km/h thì lực ép xuống mặt đường trên SF90 là 390 kg, một con số rất là lớn. Và SF90 là một mẫu xe Ferrari áp dụng rất rất nhiều thiết kế khí động học trên chiếc xe, kể cả phần ở phía bên trên chiếc xe, hai bên hông xe và kể cả phần dưới gầm cũng đã được Ferrari tinh chỉnh và lắp đặt những cái cánh gió để mang lại một cái hiệu quả khí động học tốt nhất có thể. Nếu mà các bạn nhìn kỹ ở phía sau này, chúng ta sẽ có những cái hệ thống cảm biến được đặt ở trong cái bộ khách tán này. Và đây là những cái option nha các bạn. Cảm biến đậu xe trước và sau đều là những cái option. Và chúng ta sẽ build thêm, chúng ta sẽ có sẵn camera lùi được đặt ở đây. Rồi.
Ferrari phân định rạch ròi giữa những mẫu xe sản xuất thương mại của mình với những mẫu xe thuộc Special Series, cũng giống như là những mẫu xe thuộc Icona, là những mẫu xe mang cái hơi hướng sưu tầm nhiều hơn của Ferrari. Thì chúng ta sẽ có một phần cửa của SF90 vẫn là cửa mở ngang, tay nắm cửa thì đã được đặt ở phía bên trên này. Đây các bạn, đây. Và khi nhắc đến Ferrari là khi chúng ta nhắc đến những cái hiệu quả khí động học của chiếc xe, chúng ta sẽ có những cái đường rãnh ngay ở phía trên cửa xe, và nó sẽ liên kết, nếu chúng ta sẽ kéo dài từ phần nắp capo phía trước cho đến cái hốc hút gió phía sau. Và như mình đã nói, SF90 là một mẫu xe nó thừa kế và nó vinh danh những cái thiết kế mang lên cái tên tuổi của Ferrari. Chúng ta sẽ có một cái hốc hút gió. Hốc hút gió này chúng ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến mẫu xe 488 GTB. Thì cái hốc hút gió này nó sẽ dẫn cái luồng khí từ ở phía trước, từ phần nắp capo đi xuyên qua cửa và đi vào cái hốc hút gió này. Và cái hốc hút gió này nó cũng sẽ được chia làm rất là nhiều phần. Một phần gió sẽ đi ra phía sau tạo nên cái lực ép cho cái phần đuôi xe. Một phần gió sẽ đi vào cái két tản nhiệt ở đây để làm mát cho cái phần động cơ điện ở bên trong. Và một phần gió khác nó sẽ đi vào đây, đi xuống phía dưới làm mát cho cái bộ phanh của Ferrari SF90. Thì mẫu xe này chúng ta sẽ có một cái bộ mâm với kích thước là 20 inch trên cả cầu trước và cầu sau. Chúng ta sẽ có kích thước lốp là 255R20 ở phía bên trước và 315ZR20 ở phía bên sau. Thì đây cũng là một cái cấu hình lốp mà thường thấy trên những cái mẫu xe supercar hoặc là những sportcar. Bề mặt của bảng lốp ở phía sau luôn lớn hơn ở phía trước. Ở chúng ta sẽ có một cái thiết kế mâm 5 chấu rất là đẹp mắt. Đây là 5 chấu đơn, nhìn xuyên vào hết rồi chúng ta sẽ có thấy ở phía bên trong đó chính là hệ thống phanh ceramic, đi kèm với nó là kẹp phanh carbon ceramic của thương hiệu Brembo, một cái thương hiệu đồng hương của Ferrari. Và chúng ta cũng có thể tùy chọn cái kẹp phanh này nha các bạn. Chúng ta tùy chọn màu bạc, màu xanh, màu đỏ, màu đen. Và cái bộ mâm này là cái bộ mâm hợp kim nhôm. Nó sẽ khác đôi chút so với cái bộ mâm carbon 10 chấu trên chiếc SF90 màu đỏ mà đã được Ferrari Việt Nam đem về trưng bày vào cái thời điểm ra mắt. Ở phần đầu của SF90 chúng ta sẽ phần nào nhìn thấy hơi hướng của LaFerrari trên cái phần đầu của xe này. Chúng ta sẽ có một cái phần đầu được nhô ra phía trước khá là nhiều. Đồng thời ở ngay phía bên dưới là những cái hốc hút gió. Thì hốc hút gió này nó sẽ có nhiệm vụ là hiệu quả về mặt hiệu quả khí động học, cũng giống như là những cái phần két tản nhiệt được đặt ở phía bên dưới rất là tinh tế của Ferrari. Ngay phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn pha mang cái kiểu thiết kế mới của Ferrari. Thì chúng ta sẽ có một cái đèn cắt xẻ ngay phía bên dưới cụm đèn pha. Ở phía bên trên chúng ta sẽ có ba cái sọc trắng này. Thì ba cái sọc này nó sẽ mang cái vai trò là đèn định vị, cũng giống như là đèn báo rẽ, được đặt tích hợp ngay phía bên trong ba cái sọc này. Ngay phía bên trên thì là một cái phần cụm đèn pha được đặt cắt xẻ dẹp rất là đẹp mắt. Chiếc xe ngày hôm nay mà chúng ta tìm hiểu là một xe rất đặc biệt tại Việt Nam. Thì trước đây các bạn thấy SF90 tại Việt Nam thường sẽ có một cái màu ngoại thất đỏ Rosso Cosa. Thì chiếc xe này là một chiếc xe rất đặc biệt. Nó sẽ mang một cái màu xanh có tên gọi là Blue to the Brown. Và nhắc đến Ferrari là nhắc đến tùy chọn màu sơn, cũng giống như tùy chọn những cái option, tất cả option trên xe. Thì chúng ta sẽ tùy chọn màu sơn, chúng ta sẽ tùy chọn mâm, chúng ta sẽ tùy chọn những cái phần nóc. Kể cả phần nóc này cũng là một phần móc chúng ta có thể tùy chọn. Chúng ta có thể tùy chọn nóc sơn đen hoặc là nóc sơn cùng màu và ngoại thất. Và ngay bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng mình bước vào bên trong nội thất của Ferrari SF90. Bên trong nội thất của Ferrari SF90 chính là một cái bầu trời công nghệ cực kỳ diệu kỳ. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình xin mời các bạn tiến vào bên trong cùng với mình. Thưa các bạn, thì đây là chìa khóa của Ferrari SF90 Chandelier. Thì đây là một cái chìa khóa mà mình xin cá là tất cả những gã đàn ông mê xe nào trên toàn thế giới đều mong muốn được một lần cầm cái chìa khóa này. Một cái chìa khóa được thiết kế rất là đơn giản. Một bên này là logo của Ferrari và ở phía sau chúng ta chỉ có hai cái nút bấm là khóa xe và mở cốp ở phía trước thôi. Khi mà mình bước vào thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái khu vực mà Ferrari dành riêng để đặt cái chìa khóa quyền năng này. Chúng ta sẽ thả ở đây. Nó như là một cái điểm nhấn trang trí ở phía bên trong khoang nội thất của SF90 vậy đó. Và khi mà mình bước vào khoang nội thất, mình phải thực sự là mình phải wow lên một cái khoang nội thất mà nó dành sự ưu ái rất nhiều cho người lái. Tất cả những cái chi tiết ở phía trước mặt mình đều hướng về phía người lái. Phần vô lăng cũng là một cái chi tiết rất là đẹp mắt. Và cái kiểu thiết kế của vô lăng này được lấy cảm hứng từ mẫu xe tiền nhiệm của SF90, đó chính là chiếc F8 Tribuilder. Và tuy nhiên thì những cái chi tiết
vật lý ở trên các thế hệ tiền nhiệm đều đã được Ferry cắt giảm một cách tối đa và nhường lại cho nó là cả một bầu trời công nghệ. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều màn hình cảm ứng được bố trí xung quanh cái khu vực người lái. Kể cả điều chỉnh gương chiếu hậu cũng là một dạng cảm ứng, chúng ta sẽ điều khiển bên này. Ở trên vô lăng cũng có hai cái khu vực để chúng ta cảm ứng điều khiển hết tất cả những cái chức năng trên xe, nhận ngắt cuộc gọi hay là limit tốc độ, hay là kể cả chúng ta điều khiển cái màn hình thông tin giải trí cũng giống như là màn hình hiển thị thông số đều là thuộc dạng cảm ứng, và chúng ta sẽ cần những cái thao tác cực kỳ đơn giản và rất là mượt mà trên vô lăng là chúng ta có thể điều khiển hết tất cả những cái màn hình trên chiếc xe này. Ở khu vực trung tâm thì chúng ta sẽ không thấy cái màn hình giải trí ở đâu, thì trên SX90 Ferry đã tích hợp cả màn hình giải trí vào bên trong cái màn hình lái ở phía trước, và chúng ta có thể tùy chỉnh, chúng ta có thể xem hết tất cả những cái thông tin của một cái màn hình giải trí cơ bản giống như là bản đồ hay là nghe nhạc hay là tất cả những cái thông tin khác đều được tích hợp vào bên trong cái màn hình ở phía trước xe, và chúng ta sẽ điều khiển bằng cái thao tác cảm ứng như ban đầu mình đã nói. Và khi mà mình ngồi vào cái khoang lái của SF90, mình cảm giác được, mình cảm nhận được những cái chất xám cũng giống như là những cái tinh hoa công nghệ mà các kỹ sư Ferry đã áp dụng trên mẫu xe này. Tất cả những cái phím bấm vật lý đều được cắt giảm tối đa. Kể cả cái phím mà mở khóa cửa cũng là một cái phím bấm điện tử. Chúng ta chỉ cần lít nhẹ vào đây là xe nó đã mở cửa ra rồi. Rồi, ngay ở phía bên dưới chúng ta sẽ có ba cái vị trí nhớ ghế khác nhau. Đây là một cái option được trang bị sẵn theo xe. Và kế bên nó chính là cái khu vực những cái phím bấm điện tử để mở nắp bình xăng, mở nắp cổng sạc điện cũng như là mở cốp trước. Đều là những cái phím bấm điện tử. Và một cái điều mà mình phải thán phục những cái kỹ sư của Ferry là họ thiết kế một chiếc xe quá đẹp. Họ đã áp dụng những cái gì gọi là chất xám và những cái gì gọi là tinh hoa nhất của Ferry áp dụng trực tiếp trên SF90. Chúng ta có một cái khu vực bệ tì tay trung tâm cực kỳ đơn giản. Phần cần số là một cái khu vực mà mình phải wow lên. Chúng ta điều khiển những cái số, chúng ta cài số lùi hay chúng ta để các chế độ chạy hộp số tự động, hoặc là chúng ta chạy bằng lẫy chuyển số sau vô lăng, đều bằng một cái lít tay cực kỳ tinh tế. Gà xuống là cài số lùi, đẩy lên là auto và kéo xuống là manual. Rồi, điều khiển kính lái chúng ta sẽ được đặt ở phía bên này. Những cái điều mà mình nói nãy giờ là những cái chi tiết thuộc về mặt công năng của chiếc xe. Còn về mặt option thì chiếc xe này đã được tùy chọn cái bọc da Encanera rất là đẹp mắt. Và Encanera là một cái vật liệu mà rất được thấy áp dụng trên những cái mẫu xe siêu xe thể thao cũng như là hypercar trên toàn thế giới. Và cái chiếc SF90 đầu tiên chính hãng được đem về Việt Nam thì sẽ sử dụng cái vật liệu là carbon khá là nhiều ở đây. Còn chiếc xe này sử dụng cái vật liệu là Encanera, và kể cả hai cái ghế này cũng là hai cái ghế option. Chúng ta đây là một cái ghế thuộc cái style là comfort, chúng ta có thể đi lại hàng ngày, ngồi rất là sướng, và cả hai cái ghế này đều là hai cái ghế chỉnh điện. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm rất là nhiều option ghế khác giống như là ghế đua, ghế carbon, và dây đai an toàn cũng là một cái tùy chọn. Chúng ta có thể tùy chọn dây đai an toàn 4 điểm cũng giống như là dây đai an toàn 3 điểm chúng ta thấy trên chiếc xe này. Và cái màu nội thất này là cái màu nội thất màu than chì, và mình phải khen cái người mà chọn cái option trên chiếc xe này. Họ đã chọn những cái option cũng giống như là họ mix những cái màu với nhau cực kỳ đẹp mắt, từ ở phần nội thất và kể cả nó mix luôn với lại cái màu ngoại thất blue Tour de France ở ngoài, rất là đẹp mắt. Nút bấm khởi động engine startup là một cái option mà dường như tất cả mẫu xe nào ở hiện nay, kể cả những mẫu xe phổ thông đều đã được áp dụng cái engine startup. Tuy nhiên, engine startup ở trên SF90 lại là một câu chuyện khác. Chúng ta sẽ không có một cái phím bấm vật lý nào khác, mà thay vào đó chính là cảm ứng. Thì đây, engine startup được đặt rất là đẹp mắt ở phía bên trong vô lăng này, và mình sẽ kích hoạt bằng một chạm thôi các bạn. Đó. Wow, đây, bầu trời công nghệ trên SF90 đã hiện ra ngay trước mắt mình. Ở phía bên này chúng ta sẽ có những cái khu vực điều chỉnh gương cũng là dạng cảm ứng, điều khiển những cái đèn pha, điều khiển cảm biến đậu xe, điều khiển nâng hạ phục xe, điều khiển các cảm biến hỗ trợ đồ xe đều là cảm ứng. Ở phía bên trên vô lăng này thì những cái phím bấm vật lý là những cái signature của Ferry thì được giữ lại, còn tất cả đều là cảm ứng. Chúng ta chỉ có hai cái signal là phím vật lý, pedal shift là vật lý, và cái nút chọn các chế độ chạy xe cũng là vật lý thôi. Còn những cái chế độ mà chúng ta chuyển các chế độ vận hành của chiếc xe đều là dạng cảm ứng. Thì chiếc xe này đang để ở chế độ vận hành là hybrid, chúng ta có thể chuyển về e-drive. E-drive là một cái
mức sử dụng năng lượng mà chỉ sử dụng động cơ điện. Và khi chúng ta để e-ride thì chúng ta có thể chạy chiếc xe này với cái quãng đường tối đa là 25 cây số chỉ sử dụng động cơ điện, nghĩa là chiếc xe nó sẽ hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào khác. Điều khiển điều hòa cũng là dạng cảm ứng, chúng ta chỉ có hai cái khu vực, một là xanh đỏ chúng ta sẽ nhấp vào đây, một là nhấp vào đây, hai là chúng ta sẽ lướt ở trên này. Đấy. Rồi ok, điều chỉnh quạt điều hòa cũng là cảm ứng. Thì như vậy các bạn hãy thắc mắc là ví dụ như chúng ta muốn xem bản đồ thì như thế nào, chúng ta muốn điều khiển các chế độ, chúng ta muốn xem thông số áp suất lớp là như thế nào, thì ở trên F90 đó chính là cái khu vực bên phải của mình đây. Thì cái khu vực bên phải này là một cái trackpad mà mình phải nói là các bạn sẽ phải wow khi mà nhìn thấy nó. Thường trackpad thấy trên những cái mẫu xe hạng sang là một trackpad đây, chúng ta sẽ điều khiển gì đó vòng vòng với đây. Còn đối với SF90, một mẫu xe xe đua, một mẫu xe supercar thì nó phải gọn gàng trên vô lăng. Thì đây mình sẽ điều khiển hết tất cả những cái thông số ở đây. Thì ở giữa cái khu vực màn hình này chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị vòng tua và vận tốc được đặt ở ngay ở phía ở giữa trung tâm này. Thì đó cũng là cái signature của Ferrari, của Sportcar, của Supercar. Và nếu các bạn muốn chuyển một cái giao diện khác thì các bạn chỉ cần một cái thao tác rất rất là đơn giản thôi. Vuốt nhẹ vào đây, màn hình sẽ lập tức chuyển vào đây. Và chúng ta sẽ thấy được hết tất cả những cái thông số mà chúng ta cần thiết đều được hiển thị trên cái màn hình 16 inch này trên SF90. Và khi mà chúng ta lít vào cái nút View Map, lúc này chúng ta sẽ thấy một cái màn hình rộng toàn bộ. Wow, một bầu trời công nghệ trên chiếc xe này. Ở khu vực ở giữa cũng là một cái màn hình rất nhỏ, và mình xin khẳng định đây là một cái màn hình trung tâm, có thể gọi là cực kỳ nhỏ và cực kỳ lạ mắt. Người đi cùng với mình sẽ xem được hết tất cả những cái thông số, xe đang chạy vận tốc bao nhiêu cũng đều thấy được, nhiệt độ hay là tất cả những cái thông số như là bản đồ hay là setting audio gì đều có thể được quan sát trên một cái màn hình nhỏ này. Và màn hình nhỏ phụ cũng là một cái gọi là signature của Ferrari rồi. Nhiều mẫu xe khác của Ferrari cũng có cái màn hình hiển thị siêu nhỏ như thế này. Vâng, thì với chiếc xe này, chiếc SF90 Sonale với cái màu ngoại thất là màu Blue Tour de France, cũng giống như là những cái option mà mình đã chia sẻ trong suốt clip vừa qua, thì mẫu xe này đang được mở bán với cái mức giá khởi điểm là 1,6 triệu USD. Và ngoài ra thì Ferrari Việt Nam hiện tại cũng đã chấp nhận mở đặt cọc cho tất cả những cái mẫu xe của Ferrari, giống như là F8 Spider, SF90 Chandelé, SF Spider, Roma, cũng giống như là sắp tới là mẫu 296 GTB. Và khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm như là Supercar, những cái sản phẩm hiệu năng cao, thì khách hàng sẽ chú trọng hơn về cái mặt dịch vụ của chiếc xe. Thì sắp tới Ferrari Việt Nam cũng sẽ đáp ứng những cái nhu cầu dịch vụ đó của khách hàng tại Việt Nam bằng cách là chúng ta sẽ có một cái giám đốc dịch vụ người Ý trực tiếp về Việt Nam để chăm sóc cho chiếc xe của chúng ta. Wow, còn gì tuyệt vời hơn. Chúng ta sử dụng một chiếc xe Ý và chúng ta được service bởi một người chuyên gia đến từ Ý thì còn gì tuyệt vời hơn. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip lần này. Và đây là Ferrari SF90 Chandelier.